hai đứa cháu ngoại rồi. Trời ơi, body vậy, nhan sắc vậy mà nó có cháu ngoại ai tin không trời. Trời đẹp lắm nha. Thấy không? Dạ. Để tôi qua tôi coi thăm nhà gái coi sao mà thấy đẹp, tôi coi mắt cho nhà trai cái coi. Dạ xin mời ạ. Trời, bà ngoại đó. Dễ thương quá. Không có nghĩ là bà ngoại luôn đó. Nha. Trời đất ơi. Cảm ơn anh nha. Xinh xắn dễ thương. Tóc dài. Xin chào bà con đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bồi hồi chờ mong mau mau đến ngày hôm nay. Ráo rực háo hức mong tìm được người về chung sống. Chung sức chung lòng ta xây tổ ấm đón chào ngày vui. Đồng vợ đồng chồng tương lai sẽ có nhà lầu xe hơi. Xin mời nhà gái. Chào cô gái của chúng ta. Mời cô gái ngồi. Mời nhà trai. Tài đất. Ủa gì vậy? Chào đạo diễn thành công. Bạn tôi. Dạ. Trời ơi. Bất ngờ quá. Bữa nay là lâu ngày quá gặp thấy tướng tá ngon. Giám đốc du lịch ha. Đúng rồi, giám đốc du lịch mà. À, đây là anh Thành Công, đạo diễn của trường sân khấu điện ảnh Hồ Chí Minh. Chào người đẹp. Em chào anh. Tưởng đâu ai xa lạ. Rồi tôi gặp bạn tôi, bạn nói khó đó. Chung trường, chung lớp sân khấu điện ảnh luôn. Vậy là bữa nay phải ráo riết vô. Ráo riết vô chứ. Ráo riết vô, bây giờ đi qua hỏi nhà gái liền nè. Bạn tôi mà. Dạ. Thưa quý vị, nhà trai chúng tôi đã biết rồi. Bây giờ xin mời quý vị đến với phần giới thiệu của nhà gái ạ. Rồi nhà gái giới thiệu cho nhà trai nghe cái coi nè. Chào Ngọc Lan. Dạ. Chào Quyền Linh. Cùng tất cả quý vị khán giả hiện đang xem trong truyền hình nhỏ trong ngày hôm nay. Tôi là Nguyễn Thị Kim Hoàng. Năm nay tôi 52 tuổi. Quê quán tôi ở phố núi Vlucu. Hiện tại thì tôi đang sống ở quận 12, phường Hiệp Thành. Tôi là nghệ sĩ tự do. À, nghệ sĩ luôn hả? Đạo diễn. Trời hay vậy ta. Bây giờ Linh thì biết Công rồi. Bây giờ Công giới thiệu cho khán giả truyền hình được biết đi. Tôi là Nguyễn Thành Công. Nguyên là đạo diễn sân khấu. Nhưng do thời gian thăng trầm của cuộc sống, tôi trở qua làm nghề dịch vụ kinh doanh du lịch và sự kiện. Đang làm ở tại quận Bình Chánh. À, là giám đốc công ty du lịch ha. Dạ. Tôi xin giới thiệu chút xíu ưu điểm của nhà trai luôn nha, bởi vì tôi rành nhà trai lắm. Nhà trai á là ngày xưa là phó đoàn ca múa nhạc Bình Phước, học sân khấu điện ảnh ra, làm diễn viên có, làm đạo diễn có. Ưu điểm là nhanh nhạy, ca hát múa đều giỏi hết. Thấy không? Nhiều cuộc sống mưu sinh nó tất bật thành ra chuyển qua nghề du lịch vậy thôi. Khuyết điểm là chuyện gì cũng làm hết. Thành ra chuyện gì cũng làm, thành ra nó nhiều chuyện quá, không có chuyện nào làm nó chuyện nào. Đó là ưu điểm, khuyết điểm của nhà trai. Dạ thưa, nhà gái của chúng tôi cũng chẳng kém cạnh à. Nhà gái của chúng tôi là một người đa tài à. Chị mình thể hiện tài năng của mình liền chị. Mời. Phụng thừa trắng quang thành, nguyên soi phò đường bang. Đại kỳ dương quý vũ, sáng danh phàng lê quê. Dạ, tôi xin nói thêm, tôi là một trưởng đoàn cải lương Hồ Quảng, cũng là một bầu sô chuyên môn lãnh về tiệc cưới, hỏi, sinh nhật hoặc những cái tất niên cuối năm công ty. Nói chung chung là về bên nghệ thuật, ca cổ nhạc tôi đều làm được. Trời, hay quá. Thành Công làm liền, đắp liền thành công. Rồi bây giờ là sẽ hát cái bài mà tôi mới sáng tác hồi tối, ngủ không được. À vậy đó hả? Nôn nóng cái ngày hôm nay quá. À. Thôi thức dậy viết một đoạn cao phi. Giờ hát thử nha. Xin chào bà con đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bồi hồi chờ mong mau mau đến ngày hôm nay. Ráo rực háo hức mong tìm được người về chung sống. Chung sức chung lòng ta xây tổ ấm đón chào ngày vui. Đồng vợ đồng chồng tương lai sẽ có nhà lầu xe hơi. Hết. Hai người này về chắc vui lắm rồi nha. Nãy giờ coi như là mình chào sân là vui vẻ rồi. Bây giờ mình tới cái phần là tình trường đi ạ. Rồi
do nhà gái nói trước đi. Dạ, chị gái, bây giờ tình trường của mình nó như thế nào vậy chị? Mình tình của mình thì ba mối tình. Dạ. Mình đi vào đoàn hát không? Thì mình có chồng ở trong đoàn luôn. Dạ. Cưới hỏi ra xong rồi lớn lên rồi vợ chồng không hợp rồi chia tay. Rồi anh ấy ảnh cũng có gia đình, rồi cũng có vợ con, nhưng mà chúng tôi cũng là bạn bè. Dạ. Vẫn bạn bè, vẫn giúp đỡ qua lại để đi lưu diễn. Cùng ngành luôn hả cùng chị? Cùng ngành luôn. Dạ. Sau này ảnh đang lưu diễn cho mình, tự mình làm trưởng đoàn á. À, mình dạ. kêu ảnh hát thì trên đường đi ảnh cũng bị tai nạn, thì ảnh mất. Ừ. Rồi thì sau đó tôi có quen một người, thì cũng 4-5 năm. Nhưng mà về do cuộc sống mình cứ dồn về những cái công việc để làm ăn cho hồi nhỏ, gia đình rất là khó khăn. 13 tuổi là mình đã đi xin vào đoàn để làm rồi, để kiếm sống rồi. Rất là chịu thương, chịu khổ, chịu khó để vươn lên trong cuộc sống. Cứ lôi cuốn vào mình đi làm á. Cho nên mình với anh ấy nó cũng có cái thời gian nó bị chéo nhau á. Cho nên nó cũng không hợp lắm thì chia tay. Dạ, có mối tình nào chị có con không ạ? Ông xã đầu tiên. Là chị có mấy người con ạ? Một đứa con gái 27 tuổi. Wow. Mình có hai đứa cháu ngoại rồi ạ. Trời ơi, body vậy, nhan sắc vậy mà nó có cháu ngoại ai tin không trời. Trời ơi, đẹp lắm nha. Khỏe không? Dạ. Để tôi qua tôi coi thăm nhà gái coi sao mà thấy đẹp, tôi coi mắt cho nhà trai cái coi. Dạ xin mời ạ. Trời. Bà ngoại đó. Dễ thương quá. Không có, không có nghĩ là bà ngoại luôn đó. Nha. Trời đất ơi. Cảm ơn anh nha. Xinh xắn dễ thương. Trời, tóc dài quá trời dài luôn hả? Trời, mái tóc này mới diễn được những cái tuồng cổ chứ. À, nhà trai thấy chịu rồi nha. Dạ. Tóc dài như Ngọc Quyền luôn rồi nha. Bây giờ nhà trai tôi nè, nghe đường tình duyên nè. Đúng rồi, đó. Xin mời. Sau thời gian chung sống với người vợ cũ mình cũng chịu nhiều cực khổ, gian nan cực... thử thách. Hả? Vợ cực hay là... Vợ cũ và tôi cũng cực luôn. À, chứ đừng nhưng mà nói cái sống, mình sống gió này. Gia đình đó là cái duyên vợ chồng nó không đến được với nhau nữa. Thì phải chia tay. Thì có đứa con trai, hiện nay cháu nó cũng làm ngành du lịch. Cháu nó đang đi châu Âu học tập về du lịch. Còn bao nhiêu tuổi? Cháu nó nay 26 tuổi. À, 26 tuổi, con trai ha. Con trai sống tự lập. Ừ. Giữa tôi với mẹ của cháu nó mặc dù là thôi nhau, là duyên nợ nó không còn. Nhưng tôi nghĩ tới cái nghĩa, cái tình, cái sợi dây tình cảm với đứa con á. Thì thôi mình thấy bả thiệt thòi hơn mình, thôi mình giúp được cái gì giúp trong cuộc sống. Và tụi tôi vẫn thường xuyên nói chuyện cái gì liên quan đến con thì vẫn thường xuyên nói chuyện. Ừ, tức là bạn bè nhau đúng không? Dạ, bạn bè tốt. Có khi nào tình cũ không đủ không tới không? Không, cái chuyện đó đâu rất là rõ ràng, đâu ra đó. Phải rõ lắm đúng không? Rõ ràng, không có vụ lăng nhăng tình cảm. Đó, bây giờ là mình muốn tìm một người gắn bó với mình suốt đời luôn á. Như thế nào, hình thức thế nào mình có thể diễn tả xem giống anh đạo diễn bên kia không? Nói chung là mình cũng nếu về cái dáng dốc thì mình cũng không phải cần là đẹp lắm đâu. Ừ. Dễ nhìn là được rồi. Quan trọng là có một cái tấm lòng ôn hòa, có một gương mặt điềm đạm, hơi lạnh lùng chút xíu. Hơi lạnh lùng hả? Anh này không lạnh. Điềm đạm, hơi lạnh lùng. Bạn tôi hơi vui, mặt vui còn... lắm. Tính tình thì phải hiểu biết và nói chung là phải có tiếng nói chung với gia đình và là một chỗ dựa vững chắc tinh thần cho mình. Ừ. À, nhà gái cũng không thích đàn ông gì không? Mình không thích hút thuốc thôi. Không. Để em qua em hỏi. Không có hút. Như là gia trưởng à. Em chào anh. Gia trưởng thì không biết sao, để thôi tôi hỏi nha. Anh có hút thuốc không? Bỏ thuốc nay cũng ba mấy 40 năm mà không hút thuốc. Oh wow. Dạ, tốt quá. Anh có gia trưởng không? Gia trưởng thì không có gia trưởng, tôi rất là công bằng. Nếu như cô ấy là đưa ra một cái đề tài gì đó trong công việc giờ cho gia đình, dẫn dắt gia đình mà cậu tôi thấy hay thì tôi tôn trọng. Còn nếu như tôi là người leader trong gia đình thì tôi dẫn dắt gia đình, thì nếu thấy tôi làm đúng thì cô cũng nên tôn trọng. Yeah. Thì điều đó là cái không biết đâu là gia trưởng, sự cân bằng. Yeah. Bằng phẳng nhau. Bây giờ thí dụ như là chị đi diễn nhiều quá. Ừ. Đó thì công việc nhà nhiều khi cũ chỉ muốn nhờ anh chia sẻ giúp chị, thì anh có sẵn sàng làm được không? Chuyện nhỏ, mình làm không được, mình thuê người làm. Đó, trời ơi, đúng rồi. Cái đó dễ anh ha. Đúng rồi. Anh có mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Tôi chỉ mong tìm một bạn gái là biết tôn trọng chồng mình đã và đang làm gì, công việc gì. Cái thứ hai là đừng có mong cầu nhiều quá trong cuộc sống. Nhiều khi anh phải thế này, anh phải thế kia, anh phải thế nọ, mà mong cầu nhiều quá không được, cái là dễ sân lên, mà sân lên là dễ bị xung đột. Dạ. Hả? Nếu mà vậy thì mở rào ra là hai anh chị phải hỏi nhau nhiều. Mở ra ta tự hỏi nhau luôn. Rồi bây giờ là mình hỏi đó. Người thân đi. Đúng rồi. Nhà gái đi với ai nè? Con gái. Mình có một đứa con thôi. À con gái đó hả? Rồi gái xinh quá. Quá.
Dạ, chào chú. Con cứ ngồi đi con. Chào chị Ngọc Lan, chào chú, chào tất cả các anh chị ở đây. Dạ, con tên là Thảo Nguyên, là con gái của mẹ Hoàng. Bây giờ là con nhận xét về người đàn ông này đi. Cảm quan của con nhìn mới đầu người này như thế nào? Dạ, thứ nhất là con nhìn chú rất là dễ mến ạ. Cái gương mặt của chú tạo cái cảm giác thân thiện với người đối diện. Và cho con hỏi thêm là chú có nóng tính không ạ? Hồi trẻ đó, mình chưa có kinh nghiệm, mình không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Bây giờ mình lớn rồi, cái tính nó đầm lại. Cái gì mà nó bất như ý mình á, mình phải bình tĩnh lại để mình kiểm soát cái cảm xúc mình. Dạ, lý do con hỏi điều đó là tại vì mẹ con có một cái tật tính xấu, đó là nóng tính. Không phải là lúc nào cũng là nóng tính, nhưng mà một khi có một cái vấn đề gì đó xảy ra thì mẹ sẽ rất là nóng tính. Thì đó là một cái khuyết điểm của mẹ. Thì nếu như mà trong trường hợp mẹ nóng tính thì chú có thể nào mà xoa dịu cái nóng tính đó của mẹ được không? Nếu mà rơi trong hoàn cảnh đó, chú hết sức là càng bình tĩnh hơn. Tại vì mình người ngoài cuộc, mình kiểm soát được tâm lý đó. Và chú có thể chú cho cái người đó nghe cái bài Người Nóng Tính, và để người đó biết kiềm chế cảm xúc. Dạ, con cảm ơn chú. Có bài nóng tính, nóng tính luôn hả? Kiềm bài chế. Hát, hát sao anh? Hả? Không, cái đó bài hát tôi chưa soạn. Đạo diễn luôn. Món mình nóng tính. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, chửi xong rồi thì thôi chứ sao. Gì kỳ vậy? Con sao là tự chế? Tự chế kỳ vậy. Bây giờ nhà trai mình đi với ai? Hôm nay cũng bất ngờ, tôi cũng đầu tiên là tôi cảm ơn mẹ của cô Tài, đó là Tố Nga, là mẹ của Tài, là Nguyên là vợ của tôi. Đó, Nguyên là vợ của tôi. Phải nói là sau khi hai bên nó không còn duyên nữa, nhưng mà do tụi tôi đối xử cũng có cái gì đó nó tốt với nhau đó, nên là hôm nay tôi nói tôi đi tìm vợ đó, bà lên bà phụ với tôi, bà coi bà chọn cái, bà nhận lời liền đó. Tôi cảm ơn. Cảm ơn chị rất nhiều vì hành động này. Cuộc đời thấy nó đẹp không? Rồi chào Tố Nga, thật ra cũng không có xa lạ gì hết á, cũng là thân quen với Quỳnh Linh rồi. Bao nhiêu năm rồi, lâu lắm mới gặp lại Tố Nga. Em chào anh Linh, chào em. MC Ngọc Lan. Dạ. Chào mọi người trong phim trường ạ. Cảm xúc của Nga hôm nay thế nào khi mà mình đi coi mắt vợ cho chồng cũ của mình? Chào, dạ. Cảm xúc nên sao Nga? Chung thì nó cũng hồi hộp. Em cũng cầu mong mãnh là tìm được một cái người đó hạnh phúc để chăm sóc hạnh phúc sau này ạ. Sau rồi. Này tụi em vẫn là bạn bè thôi. Dạ chị dạ. Ơi, vậy chị có điều gì dặn dò không chị? Ví dụ như tính tình của ảnh như thế nào? Có cái gì mà mình cần né ra không? Chị dặn trước đi chị. Nói chung là tính anh Công thì anh cũng rất là tốt, rất là được. Nhưng mà có cái là cái tôi thôi. Về thì mình điều tiết lại cái đó tí xíu. Thí dụ như lúc ảnh mà cái tôi quá thì mình nên nhường tí xíu thì là được ạ. Chứ còn riêng anh Công thì cái gì cũng ok hết ạ. Rồi cảm ơn bạn. Hay quá. Rồi bây giờ Nga thấy nè, Nga nói cho Công nghe đi. Theo Nga đánh giá đây là người phụ nữ thế nào? Theo em thấy thì chị này cũng rất được ạ. Nói chung là thấy là ok đó, dễ thương. Nói về nghề nghiệp thì cũng hợp với anh Công á. Hai người cũng hợp với nhau đúng không? Thấy hợp á. Thấy hợp dạ. Đó. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Nhìn nụ cười của Nga hạnh phúc thấy cũng rất là cảm động ha. Cảm ơn Nga rất là nhiều về cái sự xuất hiện của em, để chứng minh thêm rằng là Công cũng tương đối là một người tốt. Chỉ có cái tôi thôi. Mà nãy Công có nói là đó là thời xưa rồi. Còn bây giờ lớn tuổi chắc là cái tôi nó cũng dằn lại chút rồi. Bây giờ chúng ta mở rào. Bây giờ tới phần trình bày của Công ha. Mời Công. Chào em. Em rất là xinh gái. Chào anh. Dạ. Rồi sao bữa cơm này là ai nấu đây nè? Gì đây? Tôi thì tôi có cái thói quen là thích ăn đồ nhà mình làm thôi. Tôi tự làm, sống độc thân mà. Tôi làm sẵn hết á. Thì hôm qua thì cũng có làm cái món cá điêu hồng kho với lại mía lao. Đó, tôi kho sẵn rồi, sẵn đây làm quà cho thể hiện cái tình cảm chính bằng tay mình làm. Dạ, anh nấu quà không ngon, nó cũng là một cái sức của mình bỏ vô đó. Tại lại thử vừa. Em mời bạn. Đây, con bưng lại coi sao. Ăn xong là có thử coi nào. Có trái cây thì thường tôi ăn cơm xong phải có trái cây thử đó. Thử xem. Đó. Rồi em xin phép. Thử em nên thử, thử coi giám đốc du lịch rồi sao. Rồi. Trời ơi. Có vừa dặn không?
thêm miếng cơm trắng nữa ngon. Được không Hoàng? Dạ ngon. Được hả? Rất ngon. Thì có gì đâu, em cứ đi hát ở nhà, anh rảnh anh nấu cơm cho em ăn chuyện bình thường. Rồi nên thử miếng cá diêu hồng kho lấy cho em. Mình lấy cho em. Trời ơi, bị dính. Mà cái này là có xương nhưng bảo đảm xương mềm, anh làm rất là mềm như cá mồi luôn. Trời à. Em ăn thử, cứ bỏ nhiều vô để cảm nhận. Ừ. Em thấy có xương mềm cay không? Cay. Xương mềm không? Mà cũng thơm nữa. À. Ngon lắm anh. Đây. Cảm ơn anh nha. Bây giờ mời nhà gái coi. Dạ nhà đúng rồi ạ, mời nhà gái lui cung ạ. Nhà trai tôi biểu diễn tiết mục đầu tiên, hát cái gì đó, nhảy gì đó cho nó vui vui hát ra mắt nhà gái coi công. Thôi tôi hát cái bài ca cổ toàn chữ cờ. Vậy tôi tên là Thành Công, thành cái chữ toàn chữ cờ thì tôi sẽ hát cái ca cổ toàn chữ cờ nha. Chiều chiều cô trâu chơi cò cò cánh chuồng chó, cô chị chú chim có cây cao cây chanh cây chôm chôm cây chuối. Cô cháu chơi cò cò chán chẳng chịu chơi cầm cống có ca cổ con chó chịu con chó cười. Con chó cắt tơ cẳng chịu chơi con chó cha cha. Cô cháu cằn cọc cuốn chó cái khóc con chó chạy cầu cứu chị chú chiên. Chị chú chiên chửi cha chị cô của cô cháu. Cô cháu cầm cút cụp cằn cổ chị chú chiên chỉ chạy có cờ. Còn cô cháu cổ cổng con chó chịu con chó cười chim chim. Vỗ tay em. Bây giờ mình ngồi đó đi ha. Dạ, nhà gái cũng có món quà tặng cho nhà trai ạ. Khui quà tặng đây anh. Em tặng cho anh. Rồi, anh cảm ơn. À, cà rà vát. Đúng cái sở thích của mình luôn ra đường. Đâu, mở mở ra, ướm thử coi. Dạ, đúng cà rà vát. Hoàng ướm thử cho. Chị có thể dạ, chọn luôn cũng được ạ. Em chọn cái màu này là mặc áo sơ mi nào cũng được ạ. À, đúng rồi, nó phù hợp. Cảm ơn em nhiều nha. Thử đeo vô thử coi. Đeo cà vạt mới đi. Tạm thời vậy ha. Thôi sẵn đây anh tặng cho em tiếp một cái double nữa, cái quà nữa. Tại anh làm du lịch mà anh tặng em cái voucher đi du lịch quỷ núi suối ma. Tặng hai mẹ con nếu được duyên anh đi nữa. Đó, anh tặng thêm một vé nữa. Du lịch Đà Lạt nha, nổi tiếng. Dạ. Em thường đi làm show, làm sự kiện, mình làm một công ty riêng hay là làm cho người ta? Hồi xưa là em ở đoàn. Hồi nhỏ là em học đồng ống hát bộ, xong lớn lên chuyển thầy cải lương. Sau này vô đây thì mới học thêm hồ quản. Ừ. Rồi em hồi đó ở ngoài đó thì em cũng đi Bắc Nam rồi, em cũng làm trưởng đoàn. Nói chung chung là cũng gian truân. Nhưng mà vô còn thành phố thì cũng phải cố gắng. Để làm một trưởng đoàn á là phải đầy đủ bản lĩnh lắm. Mà dạ. Bạn là nữ thì cá tính chắc là hơi men để xử lý mọi việc. Em hồi nãy nói ưu điểm thôi. Khuyết điểm của em cũng có. Khuyết điểm của em là cái tính em rất là thẳng tính và nóng tính, tại vì em rất là cương trực. Ví dụ như em nhắc một lần, hai lần, lần thứ ba mà không tươm tắt là em la ngay. Dù người đó là ai em cũng la liền. Nhưng em la là trong cái khoảnh khắc đó, nhưng cái la đó nó có để âm ỉ trong lòng em, nó ngồi nổ hoài không? Dạ không, tại vì em muốn người ta tốt hơn, công việc phải tươm tắt hơn. Nhưng mà người ta không thay đổi được, người ta không tốt thì sao? Có nghĩa là đó là muốn em lại mong cầu nhiều quá người ta không đáp ứng được, thì có phải mình dễ bị sân lên không? Dạ. Nếu em đã nói một lần, hai lần, lần thứ ba em la mà không được nữa thì em không dùng người đó nữa. Không phải dùng, như vậy thì em phải tôn trọng chứ. Thì mới bền nhau được, không lẽ đụng cái là cứ chặt giò, đụng cái chứ chặt giò. Nếu như trường hợp của anh rơi trường hợp đó thì anh có thể chia sẻ là mình phân tích. Mình bỏ cái mong cầu đi là nó sẽ nhẹ nhàng. Mà cái đáp ứng, cái bất như ý mà nó cứ tác động vô mình, cái mình sân lên tác động mình không đáp ứng được mình sân lên thì không lẽ vợ chồng đi tới đây là cứ lại chia tay nữa không? Cái đó là anh nói về vấn đề gia đình vợ chồng. Ừ, còn cái này rồi. Là em nói về công việc làm ăn. Dạ, còn vợ chồng thì nó cũng tùy theo hai người, quan trọng là có tiếng nói chung hay không, có tạo ra một cái thoải mái cho nhau hay không. Một khi mà đã chấp nhận mà thương nhau mà hiểu nhau rồi, thích nhau rồi thì những cái chuyện lớn cũng thành chuyện nhỏ. Ví dụ còn như nếu giờ mà không thích rồi chuyện nhỏ cũng là thành chuyện lớn thôi. Ví dụ như bây giờ anh đang làm công ty du lịch thì em có thể em về hỗ trợ cho anh một cái mảng nào đó được không? Em chưa rành về sản phẩm du lịch thì anh có thể đưa sản phẩm và anh huấn luyện cho em trở thành du lịch, thì em có thể là một người đi chào bán hàng, giới thiệu tư vấn về mảng du lịch, hoặc là một cái sản phẩm về mặt dịch vụ sự kiện. Sự kiện là chắc em phù hợp hơn hả? Em xin lỗi nha, em chưa biết được. Ừ. Tại vì giữa em với anh nó chưa có một cái mối quan hệ gì để ràng buộc hết, thành đúng em rồi. Không thể nói trước được. Đúng. Thôi bây giờ là anh với em hát một bài nào đó lãng mạn song ca được không? Một đoạn thôi.
Dòng sông của em ha. Dòng sông của em, ok. Một đoạn ha. Nào, đứng nắm tay nhau, đứng lên diễn xuất đi nào. Đó. Chào em. Anh Công ơi. Ơi, anh nghe. Chiếc xuồng nhỏ đưa hai đứa mình về sớm nhỏ, nghe rì rầm tiếng sóng vô gần xa. Dòng sông quê đẹp bông trắng ngà, nghe câu hát xa xa lòng anh chẳng nhớ. Ơi dàm cỏ đông, ơi hỡi dòng sông, nước xanh biển biếc chẳng đổi thay dòng. Đuổi pháp đi rồi, đuổi mỹ xâm lăng, giết tan đời giặc giữ gìn quê hương. Giết tan đời giặc giữ gìn quê hương. Tớ bối cao quá, mời em lấy tông cao quá. Cao quá không nổi, để anh lấy tông lại nha. Từ buổi quen nhau anh thường kể cho em nghe chuyện màu xanh trên dòng sông dàm co, kỷ niệm quê hương ấy tình em đó rồi năm tháng xa nhau như con sông nhỏ trong lòng. Ca đi chật lắm hết trơn. Rồi bây giờ mình trở về ghế đi, chúng ta cũng hết thời gian rồi ha. Nếu mình cảm nhận đây là một người bạn có thể cùng tìm hiểu để tiến xa hơn thì mình bấm nút. Còn nếu mình cảm giác đây không đúng thì mình không cần bấm đâu các bạn. Tìm hiểu mà, cứ bấm đi em. Theo anh, anh rất luôn tôn trọng người đẹp, chắc chắn là anh sẽ chọn cô này để anh tìm hiểu. Anh bấm cái nè, anh bấm cái nè. Dạ vậy thôi em đếm luôn, 1, 2, 3 ạ. Em không bấm. Bấm tiếp em. Là không có cơ hội tìm hiểu hả? Em xin lỗi. Anh bấm nữa. Xin lỗi anh nha, anh rất là dễ thương, rất là vừa hí hõm, vui tính. Không phải em không bấm cho anh thì cũng rất là nhiều người khác cũng để ý anh, bấm cho anh. Nhưng mà không phải không bấm là không chấp nhận. Thì mình cứ tiếp tục có thể cho nhau điện thoại, mình tìm hiểu với nhau. Dạ. Rồi, anh cảm ơn em rất nhiều. Cũng cảm ơn chương trình đã cho Diễm Hoàng gặp một người bạn cũng rất là vui vẻ. Đây cũng là một cái duyên, nhưng mà chưa tới cái nợ cho lắm. Đúng rồi. Thì cứ còn tìm hiểu nữa anh nha. Rồi. Chúng ta là những người lớn hết rồi, không quan trọng điều đó. Chúng ta có thể tìm hiểu ở nhau ngoài đời cũng được, không sao cả ha. Dạ. Chúc chúng ta mỗi một người sẽ sớm tìm được nửa mảnh ghép của mình. Nhưng mà biết đâu, có những cặp đôi không bấm trên sóng truyền hình. Dạ đúng. Nhưng sau đó họ đã cưới nhau. Đúng rồi anh. Chúng tôi thông báo như vậy dạ, nha. Dạ. Ê, cặp đôi đầu tiên, một chút tiếc nuối nhưng mà không sao. Tôi tin rằng họ sẽ gặp nhau đó, họ sẽ nói chuyện với nhau. Và điều gì tới nó cũng sẽ tới thôi. Bây giờ mình tiếp tục thôi. Đúng rồi, xin mời quý vị và các bạn đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Mời anh ngồi. Xin mời nhà gái. Mời chào em, mời em ngồi. Thôi giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, chào anh Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên Trần Cao Sang, năm nay 29 tuổi, hiện đang kinh doanh và sinh sống tại Vĩnh Long. Kinh doanh gì Sang? Dạ, em nhà em kinh doanh về dịch vụ ô tô xe tải, cụ thể là giữ xe, rửa xe, cho thuê. Dạ, em còn có buôn bán thêm xe tải cũ, ô tô cũ. À, là Sang kinh doanh luôn á đúng không? Dạ, em kinh doanh cùng với chú. Rồi. Dạ. Mời nhà gái. Giới thiệu về mình em nha. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào chị Ngọc Lan ạ. Chào các quý vị khán giả ở đây ạ. Em tên là Đỗ Thị Hải Yến ạ. Năm nay em 28 tuổi. Em thì quê ở Thanh Hóa nhưng hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Nha Trang ạ. Công việc hiện tại của em là em làm tại phòng kinh doanh của một khách sạn 4 sao chuyên về mảng dịch vụ lưu trú và tổ chức sự kiện tiệc cưới. Dạ. Ở tại Nha Trang luôn hả? Dạ vâng, tại Nha Trang. Là em mới bay vào đây để tham gia chương trình. Dạ vâng, đúng rồi. Trời, em mới đi từ tối qua. Quý quá. Dạ. Trời, em gái dễ thương quá.
Bây giờ thì ưu điểm của mình, khuyết điểm gì mình nói cho nhà trai nghe cái nè. Ưu điểm của em ý, thì là em là một người vui vẻ, hoạt bát, có một chút hài hước nữa. Đã, em thì luôn khiến mọi người xung quanh là vui vẻ. Ở đâu em cũng hay thích những nơi sôi động. Em thì yêu thích thể thao này. Đấy, em thích hoạt động ngoài trời, thích du lịch, ăn uống. Cái này là cái điểm cộng đó nha. Xuất hiện đâu mọi người vui vẻ đó là điểm cộng luôn. Rồi còn bạn cao sang bên kia thì thế nào? Ưu điểm nghe cái tên nó quyền quý dễ sợ. Ưu điểm khuyết điểm nói cho nhà gái nghe cái đi. Dạ, ưu điểm của em thì em cũng vui vẻ, hòa đồng. Em không hút thuốc, rượu bia em cũng uống ở mức hạn chế. Em biết nấu ăn. Về sở thích thì em thích thể thao và du lịch. Em thích du lịch Khánh Hòa không? Dạ em mới đi về luôn. Trời đất ơi, mới về luôn dạ, hả? Mới về hồi khuya thứ hai. Ủa vậy hả? Ủa vậy vừa rồi mình đi Khánh Hòa, Nha Trang đó là mình ở khách sạn nào? Dạ em ở căn hộ Mường Thanh đó chị. Khách sạn em cũng gần Mường Thanh. Thổ tưởng rồi. Tưởng ở chung với bạn là thấy là đúng duyên luôn á. Trời đất ơi. Vậy mà biết phải gặp trước thì dẫn vô đây một lượt luôn ha. Đó, cũng là một cái duyên rồi đó nha. Em trai đường tình duyên thế nào? Dạ thì em trải qua ba mối tình sâu sắc. Trời ơi. Ba mối tình sâu sắc hả? Dạ. Dữ vậy. Nói chung ba bạn nữ cũng rất là tốt. Chỉ có tụi em do bị khoảng cách địa lý á. Trắc trở quá ha. Dạ. Còn bạn này ở Nha Trang đó nha. Đó. Bây giờ cũng hơi xa đó nha. Đường tình duyên bên đó làm sao? Dạ em thì chưa có mối tình chính thức nào, tức là có tìm hiểu quen biết nhưng mà để một mối tình sâu sắc như bạn bên kia thì không có. Trời dạ, hiện tại là đang lận đận. Chưa có cảm giác yêu đương gì luôn đó hả? Dạ. Trời ơi. Vậy rồi giờ mình muốn có bạn trai như thế nào? Em thì thích một người con trai thì cũng thích thể thao giống em, thích du lịch, ăn uống, có các điểm chung. Là một người cũng vui tính một chút. Em không thích một người lười biếng. Em có thích cao thấp như thế nào không? Dạ, em cũng thích một người cao ráo. Ưa nhìn. Để chị qua chị nhìn cái coi. Bên này bạn này chăm chỉ làm ăn lắm đó. Cũng cao ráo lắm. Chào em. Rồi bạn này dễ thương quá. Chất phát thật thà đó, qua coi đi. Sao hồi nãy giờ những cái yêu cầu của bạn gái đưa ra, mình thấy mình đạt được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ chắc khoảng hơn 90%. Wow, tự tin. 90% hả? Đàn ông là phải tự tin. Bây giờ nói thử sơ sơ mà nhu cầu của mình đi. Dạ mẫu bạn gái lý tưởng của em thì xinh xắn. Vô luôn. Xinh. Cao chắc 1m6 trở lên. Xém xém chút nhưng mà không, cái xinh đẹp nhỏ nhỏ dễ luôn á. Dạ thì đó chỉ là mẫu lý tưởng thôi. Còn về tính cách thì em cần mong muốn tìm một bạn gái biết lắng nghe, thấu hiểu. Bạn làm khách sạn mà lắng nghe. Đúng rồi, dịch vụ chăm sóc khách hàng mà. Là khách chửi cũng phải nghe, khách chửi cũng phải nghe. Dạ mình nói người thân đây nè. Đi dai vậy em gái? Em đi với em gái của em. Em được á hả? Dạ vâng, em gái rồi. Xinh quá, hai chị em xinh quá trời nhau. Con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Chào anh, em có một vấn đề muốn hỏi anh là em thấy tính của chị em ấy thì có vẻ là không thích người một người gia trưởng, thì không biết anh có gia trưởng hay không ạ? Gia trưởng thì mình không có, tại vì mình cũng thích một người năng động, với lại cũng không thích kiểm soát trong tình yêu. Mỗi người có một cái không gian riêng của mình nên tôn trọng điều đó. Dạ thì em thấy anh bên đây cũng được, mong là anh chị cho nhau cơ hội để có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn và có thể tiến tới hôn nhân sau này. Dạ. Cảm ơn em. Rồi nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi đến với mẹ và thím Úc. Trời ơi, có gia đình. Có mẹ luôn ha. Xin chào chương trình, chào Quyền Linh, chào Lan. Dạ. Chào mọi người trong khán đài, chào cháu gái. Con ơi, cô gái hôm nay cũng xinh đó con. Mẹ thấy sở thích của cô với lại của con giống giống nhau đó. Cho cô hỏi con câu nha. Dạ vâng. Ví dụ như hai con có đi xa hơn một chút đó, con có chịu chuyển công tác về quê chồng không? Dạ, con nghĩ là nếu mà hai bên đủ yêu nhau, đủ hiểu nhau ấy, thì cái khoảng cách thì nó có thể rút ngắn lại sau này. Dạ. Rồi, nói chung là cái đấy thì con không nghĩ là nó là một vấn đề lớn. Nếu mà con cảm thấy có một người hợp thì con sẵn sàng hy sinh cái điều đó. Dạ. Rồi cô cảm ơn con. Dạ. Con ơi, con mẹ thấy được á con. Có gì hai con cho nhau cơ hội nha. Trời, thấy được quá con ơi, con mẹ thấy được đó con. Trời ơi, sao mà mẹ hiền dữ. Đúng rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt thôi. Mở rào. Bình tĩnh.
bắt đầu đi sang. Chào em. Dạ. Anh có món quà để tặng. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ. Em có món quà này là sen đá do em tự trồng. À. Dạ. Sen đá thì nó là một cái cây mọng nước ấy, thì nó sống ở những nơi mà khắc nghiệt nhất. Thì mỗi lần nhìn nó thì anh có thể là vượt qua được những cái khó khăn. Đấy, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Anh cũng rất là sen đá. Dạ, dạ. Bạn trai tặng bạn gái cái gì? Diễn giải món quà của mình. Anh tặng em sáp thơm. Dạ. Em có thể để trong phòng hoặc là tủ quần áo. Dạ. Thì anh mong muốn là mỗi ngày em có thể cảm nhận được mùi thơ hương nhẹ nhàng để tinh thần em sảng khoái làm việc hơn. Dạ, dạ, dạ. Em cảm ơn ạ. Dạ. Ngoài ra thì em có em theo hai món quà nhỏ để tặng anh Quyền Linh. Rồi, cảm ơn em nhiều. Dạ, chị Ngọc Lan ạ. Rồi, hai cái ly uống nước nè. Cảm ơn sự chu đáo của em. Rồi, hai bạn ngồi nói chuyện đi. Sau khi mở màn á, cảm thấy em rất là dễ thương. Trong hồ sơ ban đầu anh ghi là anh thích cô gái tóc ngắn. À, thế ạ, thế chứ. Dạ, đúng rồi. Là em mới cắt tóc. Em có cảm nhận gì anh? Em thấy anh là một người mới nhìn qua thì thấy khá là chu đáo. Đấy, quan tâm đến người khác. Nói chung mẫu hình lý tưởng của em thì cũng như vậy. Biết quan tâm đến người khác. Chủ yếu là như thế. Nếu mà hay nếu mình cho nhau cơ hội á thì mình tìm hiểu nhau khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Em nghĩ là tùy sự đồng điệu của hai đứa thì cái thời gian nó sẽ có thể là rất nhanh, cũng có thể là rất chậm. Nhưng mà em nói trước là em là một con người là tuy là bề ngoài là vui vẻ nhưng mà để mà thật sự thân thiết với em ấy nó cũng cần một thời gian đi chậm từ từ. Em là một người chỉ thích tiếp cận chậm, không thích nhanh đấy, nên là cũng có thể là sẽ khá mất thời gian cho anh. Em cảnh báo trước vậy thôi. Cảnh báo. Dạ, tức là tùy vào ý chí của anh. Đấy, em cũng sẽ cố gắng nữa đấy. Nếu mà chung sở thích các thứ thì có thể là nói chuyện với nhau nhiều hơn và hiểu nhau rõ hơn. Rồi bây giờ sang bước tới nắm tay em gái đi, hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau. Sang nói hết những cái suy nghĩ của mình về cuộc nói chuyện nãy giờ với bạn gái đi. Cảm xúc của mình hiện như thế nào đối với đối phương? Ra thì anh cũng chờ đợi rất lâu rồi để được lên sóng ngày hôm nay. Thì anh với em gặp nhau hôm nay cũng là một cái duyên. Thì anh cũng mong là hai đứa mình có thể trao nhau cơ hội để được tìm hiểu và có thể tiến xa hơn. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ vâng, em cảm ơn. Rồi, anh thấy hai bạn nói chuyện rất là hợp với nhau. Vấn đề chỉ còn khoảng cách thôi. Nếu hai bạn chinh phục được khoảng cách đó, tôi tin rằng các bạn sẽ đến với nhau rất là sớm. Chị Ngọc Lan sẽ đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian, chúc mừng. Hai bạn đã bấm rất nhanh. Đã bấm rất quyết đoán đó. Hãy nắm tay nhau đi nào. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có tin vui cho chương trình. Yeah. Chúc các bạn hạnh phúc. Mời nhà trai. À, rồi ngồi lên trai. Mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Em xin chào MC Quyền Linh, xin chào MC Ngọc Lan và chào bạn gái bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Trần Trọng Hiến, năm nay 47 tuổi, là công nhân của bưu điện. Thấy rung quá. Rung quá. Công nhân bưu điện nào Hiến? Việt Nam Box. Dạ. Là mình đang làm việc ở đâu? Làm ở Nhà Bè. Nhà Bè hả? Dạ đúng rồi. À rồi mình ở đâu? Thì ở trọ tại Nhà Bè luôn. À, trọ Nhà Bè, quê mình ở đâu Hiến? Quê thì sinh ra ở Lâm Đồng, xong rồi được mấy tháng tuổi là bà ngoại dắt vô trong Gò Vấp, ở Gò Vấp Sài Gòn ấy, ở từ nhỏ đến lớn ở đó luôn. Ở đó luôn. Dạ cho tới giờ. Bây giờ mình ở con mình thôi. Không, ở với mẹ. Với mẹ hả? Có hai mẹ con. À có hai mẹ con thôi. Dạ. Rồi, mẹ có đứa em nữa mà đứa em mất rồi, đứa em gái. Mẹ dạ. Nay nhiêu tuổi rồi Hiến? Mẹ năm nay 78 tuổi rồi. Wow. Yeah. Đó là lịch trích ngang của nhà trai đó nhà gái ơi. Yeah. Rồi mình mời nhà gái. Dạ chào chị Ngọc Lan. Chào anh Quyền Linh. Xin chào. Chào bạn bên kia. Chào quý vị khán giả chứ em phòng. Em tên là Trần Thị Liệu, sinh năm 1977, sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Nói lớn nhà gái nó lớn dạ, lớn nhà xíu gái nó lớn lên xíu ạ.
Tên gì? Tên Trần Thị Liệu. Nhà Trần Thị Liệu. Trần Thị Liệu hả? Dạ. Có Liệu không? Dạ không. Nhà em ở Bình Dương. Em là người Thợ May. Liệu làm Thợ May. Sinh năm 78. 77. Sinh năm 77, làm nghề thợ may ở Bình Dương. Bên đây sinh 76, đúng không Hiến? Đúng rồi, em 76. Rồi. Hiến ở Gò Vấp, Bình Dương lên cũng gần, không xa. Dạ. Gò Vấp qua Bình Dương không xa. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Hiến? À, điểm mạnh của em là nói chung là sống hòa đồng, vui vẻ, rất là chăm chỉ công việc và nhiệt tình, và thích làm việc từ thiện. Thích đi làm việc từ thiện. Là mình làm ở nhà bè xong mình về Gò Vấp phải không? Cứ dạ, sáng đi rồi. Chiều về vậy đó hả? Không, có em có ở trọ, vì có làm có ca làm đêm nữa, đâm ra em mướn trọ em những cái ca. Ở trọ nhà bè luôn. Đúng rồi, trọ. Khi nào về nhà mới về Gò Vấp ở với mẹ. Những mẹ ngày... ở nhà con mình nên về với mẹ chứ ở trọ chứ cũng đâu có xa đâu. Nhưng mà nhiều khi mình làm đêm á đi về nó nguy hiểm. À làm ca đêm á đúng không? Đúng rồi. Rồi. Đi về nó buồn ngủ nó nguy hiểm. Thì điểm yếu của em là em dễ tin người. Và nói chung là cũng hơi nhút nhát. Nhút nhát, dễ tin người. Mời nhà gái. Nghe sao thấy thương quá vậy trời. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là cái gì chị? Điểm mạnh của em là sở trường của em là sạch sẽ. Sạch sẽ hả? Dạ. Sạch, dạ. Sạch sẽ, hiền. Dạ. Nhìn là thấy hiền rồi. Rồi mình có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm hả? Hay quên. Hay quên. Rồi gì nữa không? Hay quên thôi. Chỉ có hay quên thôi hả? Bên đây đơn giản nhẹ nhàng lắm. Hiền lành, sạch sẽ, hay quên. Bên đây cũng hiền lành, nhút nhát ha, nhưng mà khó quên. Người ta làm bưu điện mà không quên được đâu. Dạ. Rồi mình cái đường tình duyên của mình nó sao Hiến? Em thì đã đổ vỡ một hôn nhân một lần. Có được hai con được một trai và một gái. Thì đứa con gái thì nó bị bệnh, nó cũng mất luôn rồi. Trời ơi. Còn đứa con trai, thì con trai thì bây giờ là theo bên mẹ, ở với mẹ. Trai ở với mẹ. Vâng. Mình chia tay với vợ lâu chưa? Chia tay cũng 15-16 năm rồi. 15-16 năm rồi đó hả? Dạ. Mới đầu là ly thân. Ly thân cũng được 10 năm. Chia tay cũng phải cỡ 5 năm. Năm sau năm nay. Rồi đứa con còn trai đó ở với mẹ nó. Bao lâu mình thăm con trai một lần? Thì mình cứ qua thăm thì mình cứ gọi điện rồi. Trước là hay chở đi chơi. Hay chở đi chơi, đi ăn, đi uống. Thế là về sau này, từ lúc mà đứa gái mất đó là mẹ nó không có cho qua lại nữa. Nó không có nghe điện thoại rồi. Không có cho qua lại, như họ cũng bán nhà đi. Cũng không muốn giao tiếp với mình nữa. Nên giờ không biết là như thế nào. Rồi. Trời ơi trời, sao đoạn trường vậy trời. Đó là hoàn cảnh bên nhà trai vậy đó. Không biết nhà gái hoàn cảnh sao. Em có một mối tình. Mối tình thì kiểu như quen nhau mà không hợp nhau nên chia tay. Từ đó là em mất lòng tin, này không có quen ai nữa. Vậy hả? Chị chia tay lâu chưa? Chia tay nay cũng 10 năm. À, rồi chị quen anh lâu không? Quen 2 năm. Quen 2 năm, chia tay 10 năm rồi. Cũ mình bỏ qua đi. Bây giờ mình hướng về tương lai đi. Chị muốn cái người đàn ông tương lai của chị có tính tình như thế nào nè? Tính tình hiền. Biết lo cho gia đình. Dạ. Rồi gì không, nữa? Không hút thuốc. Rồi có cái gì chị không thích không? Không thích là không hút thuốc. Chị không thích không hút thuốc thôi. Với quýnh bài. Chị thích cao ráo hay là thấp người hay mập hay ốm gì cụ thể đi. Người cao hơn em tí là được. Dạ. Chứ không cần thiết là người nhỏ con nghe tôi ráng qua đây tôi nghe. Trời ơi, tại người ta nhát quá. Nhát quá hả? Ừ, người ta hiền. Rồi. Quá mà. Đây. Chào nhà gái. Dạ chào anh Nguyên Linh. Mình muốn có người gọi là cùng nắm tay đi suốt cuộc đời như thế nào. Nó lớn lên bên đây coi có giống bên đây không? Em thích người đó hiền. Hiền. Biết lo cho gia đình. Rồi gì nữa? Phụ
cuộc sống ổn định, như là cái công nghiệp và công việc ổn định. Đây là ổn rồi đó, làm bưu điện là ổn định rồi đó. Không hút thuốc nữa. Không hút thuốc. Đây chắc không hút rồi. Không đánh bài. Dễ gì đánh. Để đi qua hỏi. Lương cán bộ nhân viên tiền đâu đánh bài nổi. Em chào anh. Dạ chào chị. Trời sao em nghe cuộc đời anh nó đoạn trường quá. Em xót xa ghê. Bên kia thì bên đây hiền nữa. Hồi trước thì em làm công việc là vẽ áo dài, thiết kế áo dài đó. Vậy hả? Dạ. Hồi xưa là làm cái nghề đó cũng được mười mấy năm á, mười bốn mười lăm năm á. Làm hồi trước là thợ của Tuấn Hải á. À. Ừ. Dạ. Ừ. Rồi sao sao mình chuyển ngành vậy? Thì nói chung là về sau này làm cái ngành đó mà cái hàng đó nhiều khi nó anh Hải á, anh lên hàng cao cấp nhiều á, mình không có không theo kịp dạ. Thế là thôi dạ. Cái là hàng chợ thì người ta cạnh tranh với cả người ta với in nhiều quá anh Hải chứ người ta làm nó dối, làm không có đạt tiêu chuẩn nên hàng nó người ta mua xong cái là bị dạ. Thì giờ hai vợ chồng về nè, có thể giờ anh vẽ cho chị Mai, vẽ chị Mai bên đây Mai rồi cùng bán cũng được đó, đó. Có nghề vậy mà làm bưu điện thì làm chiều tối về vẽ. Bây giờ nè anh mong muốn có cái người bạn gái như thế nào? Nói chung là cũng hiền thôi, không có cuộc sống không có muốn sự lớn tiếng trong gia đình. À trời, chị hiền lắm, nãy hiền chị khô. Nói còn không nói lớn tiếng nữa rồi. Nói nghe không nổi nữa rồi đó. Dạ. Ừ. Vậy thôi được rồi, không có vậy gì thôi gì. Hả? Dạ. Trời sao hai anh chị này thương quá hả, hiền hai người quá. Này nói chuyện chắc con ruồi nó còn nghe không nổi nữa. Dạ. Có người thân đi không? Không, em đi với mình. Mình? Dạ. Rồi em gái đi với ai? Em đi với gia đình em, với bạn thân. Rồi bạn đâu? Bạn thân nào đâu? Đâu? Dạ. Thân dữ lắm không? Hay thân ai nấy lo? Dạ con chào chú Huyền Linh, chào MC Ngọc Lan và dạ. Chú. Con chào quý vị trong khán phòng. Con là cháu của cô Hồng Liệu. Dạ cũng hơi thân ạ. Đây là cháu mà thân chứ tưởng đâu bạn thân chứ. Dạ con dạ cháu ruột con với cô cũng làm chung công việc đó là làm bên hội phụ nữ ở ấp chú. Dạ hai cô cháu cũng thân lắm. Làm có phụ nữ là đi làm công việc suốt luôn á. Dạ. Nói con đi làm suốt luôn chú. Sao không có ai làm mai của hội phụ nữ gì đó? Trong hội phụ nữ lấy ai đâu làm mai trời. Dạ đúng rồi, chị Ngọc Lan nói đúng. Kể rồi đó. Có hội phụ nam không có. Không có, không có cái hội nào như vậy cả. Hội cựu chiến binh. Thôi. Mấy hội vòng vòng, hội cựu chiến binh nè, hội phụ nữ nè, hội hội chữ thập đỏ. Thập đỏ nè, xóa đói giảm nghèo nè, hội từ thiện gì đó, thí dụ gì không có, không lẽ không có ai mà làm mai à? Người ta sợ. Không có. Hay là chỉ kén quá hay sao? Dạ không phải kén mà chắc duyên chưa duyên nợ chưa tới á chú. Duyên chưa tới đúng không? Dạ. Bữa nay coi người dạ, này giờ đó, ngó. Được với cô không? Dạ, theo suy nghĩ của con thì con thấy là chú là cũng hiền, là phù hợp với cô. Với lại chú cũng có thiết kế áo dài thì nó cũng liên quan đến ngành mai. Thì con thấy là hai chú cô chú rất là hợp. Đúng. Thì theo ý con thì con thấy là ok rồi đó. Okay. Thấy hợp rồi đó. Thì còn nói chung là lựa chọn là tùy á cô. Thì con luôn ủng hộ cô và gia đình cũng luôn ủng hộ cô. Dạ. Hay quá. À, cảm ơn. Về bạn. Chú thiết kế cô Mai đem nào bán án mình tặng hội phụ nữ. Tặng hoài là cũng mệt lắm ạ. Mệt đúng không? Đức vốn. Thôi bán cho hội phụ nữ ra cũng được. Đúng. Rồi. Bây giờ mở rào thôi cho hai người gặp mặt. Mở rào. Bắt đầu đi Hiến. Dạ. Nào chị nhận quà. Tặng em nha. Đây em cầm cho. Anh ơi mình ở lại mình nhận quà anh ơi. Em có món quà để gửi anh kỷ niệm bữa nay mình gặp nhau. À, cảm ơn em. Rồi, mời anh chị ngồi. Cái này mở ra luôn được không? Dạ. Quà. Wow.
một cuốn sách, đây một cuốn tập, một cuốn sổ, một cuốn sổ để ghi chép những cái kỷ niệm, những cái kỷ niệm mới sau này của. Yeah. Cảm ơn em. Để anh ghi chép những buổi đi chơi với em. Thì anh hỏi em là em thấy anh làm sao, thế nào, có hợp nhãn với em không? Thì em thấy anh cũng chững chạc. Liệu quay qua hai người đối diện với nhau coi. Đó, ngồi đối mặt với nhau chứ, truyền cảm xúc rồi vô coi. Em thấy anh thì cũng chững chạc, nhìn thì cũng được. Thì anh thì nói chung là hiền lắm, trong công việc anh làm trong công ty cũng hiền, nói chung là ai cũng biết là anh rất là hiền. Rồi sao không biết nói gì luôn ta. Cứ nghĩ sao nói vậy thôi, nói bằng cả trái tim của mình đi. Giờ hẹn người ta đi là đi. Nếu như mà em cho anh cơ hội để mà tới với em thì anh sẽ cố gắng làm mọi việc để cho chúng ta có thể là về với nhau. Gia đình của anh là ở đâu lần? À, anh ở Gò Vấp. Ở Gò Vấp là từ nào giờ là ở Gò Vấp? Đúng rồi. Có mẹ ở một mình thôi. Chỗ đó mở tiệm mai được không Hiến? Dạ được. Hiện tại giờ cái mặt bằng đang cho người ta mướn. Trời bán ơi, vậy này, bán kia. Biết về nữa khỏi mướn mặt bằng luôn. Có mặt bằng Gò Vấp luôn, mở tiệm mai được luôn. Có mình mẹ ở nhà đúng không Hiến? Vâng. Không có ai nữa đúng không? Rồi đó, khỏe rồi đó. Rồi gì tính tiếp đi. Thí dụ giờ Hiến hỏi coi, thí dụ giờ mình tiến tới thì khoảng bao lâu em mở cửa rào cho anh qua? Em làm công việc thì em rảnh vào những giờ nào? Thì công việc của em thì nó làm suốt, nhưng mà mình có thể là nhín lại thời gian mình thì, có công việc gì mình có thể nhín thời gian được. Chứ như anh muốn qua chơi với em thì anh vô những ngày, qua những ngày nào thì tiện đó. Em thì làm việc tại nhà cho nên là giờ nào đến cũng được, nhưng mà kiểu như là công việc của em thì nó không có kiểu như là nó không có y như làm tại nhà, nó thoải mái hơn, không có là phụ thuộc ai hết đúng không? À, dạ. Bây giờ là em gái đang ở nhà với ai? Em ở có mình em. Một mình hả? Trời dạ. Nhà riêng luôn hả? Dạ, nhà của cha mẹ cho để lại. Trời, ai cũng có điều kiện hết trơn. Một, không mở hai tiệm luôn đi. Mở tiệm Bình Dương với lại tiệm ở Gò Vấp luôn, chạy đi chạy lại. Hợp lý, hai người ở mình thì gom lại mình, hay là hai người ở nhà. Gom lại một chỗ, một chỗ mình cho thuê. Hai người đúng rồi, hai người gom nhà còn nhà cho thuê. Đúng rồi. Trời giàu dữ lắm luôn à. Không khỏe re luôn à. Ừ. Thì được không anh? Ngon lành à. Khoảng bao lâu? Khoảng bao lâu tính luôn đi. Thì nói chung là đối với mẹ thì muốn càng nhanh càng tốt. Nói chung là tháng sau thì cũng được hết trơn luôn á. Hả? Tháng sau? Được luôn. Được luôn. Không còn thời gian nữa rồi. Thời gian 76, 4 mấy không? 4 mấy rồi? 46. 46 còn đẻ được. Cái này nói thiệt nha. Dạ. Vì cô này là chưa có gia đình luôn. Phải đẻ, đẻ sớm, qua 47, 48 khó đẻ. Đó, bây giờ anh chị phải thống nhất với nhau về vấn đề sanh con. Đúng rồi. Không, cái vấn đề sanh con thì tùy em. Dạ. Chứ còn hỏi anh đi. Anh cũng không có... Không có quanh... người ta muốn có. Hỏi còn người ta muốn không? Nguy hiểm tới tuổi thọ này kia, nó cũng sợ. Hỏi gì hỏi, em có muốn con trai gái chưa gì quyết định rồi. Thì em có muốn có em bé... không à? Thì cái đó cũng theo cái chuyện của mình, là cái đó là cái ông trời ông cho thôi, cái duyên của ông trời ông cho, mình có thì mình sẽ tốt mình thôi, giữ thì không là có cũng được chứ. Vậy là mình phải lẹ lẹ đi. Dạ. Hỏi đi, em thích trai con gái luôn. Em thích con trai hay con gái? Con trai con gái cũng được anh, chứ không cần thiết là phải là con nào cũng là con. Vậy cũng tốt, anh cũng rất là hy vọng được gắn kết với em. Tức là muốn tháng luôn đúng không?
Đúng rồi, lẹ lẹ lên, lẹ bên này, lẹ. Bên này ý kiến bên nhà gái của mình sao? Nhà gái khoảng bao lâu nè? Em thì tìm hiểu, nếu mà tìm hiểu mà thấy hợp với nhau thì đến. Rồi, tìm hiểu được cái hội phụ nữ lo. Ha. Thật ra mình không còn thời gian ở đâu. Dạ, cái này rồi. Nói chơi mà cũng là nói thiệt luôn. Dạ. 46 rồi. Nếu được đẻ liền luôn. Kiếm đứa không? Hai chồng có đứa con nó mới hạnh phúc. Chứ giờ mình tuổi càng lớn mà không có con nó cũng buồn lắm. Con ảnh thì không gặp rồi. Thôi hai người hiền là gặp nhau hiền, được ha. Hai anh chị này quá cố gắng mình luôn. Xây dựng tổ ấm, nhà cửa thì không phải lo rồi. Công việc thì ổn định, kinh tế hết rồi. Chỉ có đẻ thôi. Tập trung vô chữ đẻ giùm tôi một cái. Được không? Nha. Để đi hai chị bận quá, thảy con qua đây em chăm cho anh thiệt. Em thì rảnh lắm. Bây giờ là cũng muốn đẻ mà chưa đẻ được đó. Thầy em đẻ không chết mà không ai đẻ nè. Được không? Thấy được không? Dạ được. Rồi bây giờ nè, tiến tới luôn, tới tấp luôn. Bây giờ không còn, mình đâu còn trai tân gì nữa đâu. Trời ơi, nhưng mà cũng mấy năm mà người ta chưa quen ai đó. Đúng rồi, tấn công vô liền. Sức hoa cho coi với coi. Đó. Bây giờ thì anh có một ca khúc muốn gửi tặng em ha. Dạ. Nhiều khi kiếm đâu anh cô tính trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người. Sẽ rung. Cầm tay rất rung, nhớ lời luôn. Bình tĩnh. Người ta chưa có con. Người ta chưa có người yêu. Cầm nào nữa. Cầm tay bước đi đến cuối con đường. Mai ngày hát đi. Xe tới. Cái hát nó buồn quá. Thấy rung quá. Bây giờ ôm cái cho đỡ rung nè. Nắm tay rồi. Đưa cái tay bên kia đây. Đó. Thì bây giờ nhìn nhau này. Bây giờ hỏi chị thì thật ra nãy giờ nói vui vui cho ảnh đỡ rung á. Bây giờ là chị nhìn thẳng người đàn ông này đi. Chị có cảm tình gì với người đàn ông này không? Chứ ảnh làm thích rồi đó, đúng không? Thì em thấy ảnh cũng hiền mà người trưởng trạc, em cũng thấy cũng được. Được không? Dạ được. Được ha. Em hết. Dạ hết. Hết. Hết là nhất. Đúng. Qua đây là nhất chị ơi. Ngồi xuống ghế đây. Rồi mình để tay vào nút bấm đi. Bấm. Bên tay trái. Nãy giờ thì chúng ta có thể vui ha. Chúng ta có thể đùa nhau chút xíu. Nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, thật nghiêm túc với con tim của mình. Chúng ta cảm nhận xem nếu đây đúng là người mình có thể cho họ cơ hội để họ tiến tới thì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như mình cảm giác không đúng, không cần bấm, dành cơ hội đó cho người khác. Mình phải tỏ ra quan điểm của mình. Khi mình bấm nút là mình phải có trách nhiệm với nút bấm đó, chứ không phải bấm vì một ai đó nha. Chuẩn bị. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Chúc mừng anh chị. Chính thức chúng ta hẹn hò với nhau rồi. Đó. Giờ sao anh? Bây giờ cảm giác anh sao? Thì rung. Vẫn còn rung hả? Bấm nút rồi mà rung cái gì nữa? Nè. Thật ra nãy giờ Linh thấy hai người đầy đủ điều kiện hết rồi đó. Bây giờ vấn đề là do anh thôi. Ừ. Cố gắng nỗ lực, dành thời gian chăm sóc, quan tâm với cô gái Bình Dương này ha. Rồi mình tiến lên Bình Dương hay về Gò Vấp là chuyện đó tính sau. Nhưng phải quan tâm, đây là một cô gái, họ đang cần cái sự chăm sóc và yêu thương. Đừng có cứ lo công việc hoài, nghe không? Thay vì mình ở trọ đó, mình dành thời gian đó mình đi Bình Dương đi nha. Vậy mình phải lia lịa lia lịa nha. Bây giờ tóm gọn lại đó, tóm cho nó gọn, lia lịa chứ không là công chuyện nó không thành đâu. Người này coi vậy chứ phải có sự chăm sóc quan tâm, đặc biệt là hội phụ nữ họ cũng góp ý vô, nếu mà có gì hội nữ lo phụ tôi nha ha. Được không? Dạ. Rồi nói về nhắn nhủ hội phụ nữ Bình Dương nha. Dạ. Giờ do cháu của cô đó,
làm sao cho cô hạnh phúc, mình hỗ trợ cho cô cái. Bởi hai người hiền quá, thấy thương quá không? Cố gắng nha. 10 năm rồi tao chưa yêu ai đó. 10 năm không gặp, tường tiên đã cũ, hôm nay tao ôm. Vô, không cái đầu hôm đầu tiên là chưa không ai. Vô. Không biết coi. Vô, vô, vô. Được không? Được, vô. Vô. Nhào vô làm đại, làm lia lịa, lên khỏi xin. Được không? Ngon, ngon. Hả? Ngon. Tao mới hùng là chưa ăn nữa, hỏi ngon không? Tôi hồi trẻ là tôi ngon. Mình phải mạnh mẽ lên nữa nha. Giờ được hay không là do anh đó nha, anh Hiến. Dạ, cảm ơn anh. Nha. Rồi, mọi thứ là tôi lo xong hết.